Thân mến, chào mừng các bạn tiếp tục trở lại kênh học tiếng Anh miễn phí cùng Mr. Long Linh. Hôm nay chúng ta tiếp tục với các bài tập của Unit 1. Bây giờ đã sang bài tập số 9 rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu bài tập số 9, người ta muốn mình làm gì. Bài tập số 9, người ta cho mình những cái cụm từ trong hộp này như những gợi ý để chúng ta làm. Và mình chỉ đi thẳng vô câu ví dụ, mình phải giải thích cho các bạn trong hộp luôn. Và mình sẽ hiểu chúng ta cần phải làm gì các bạn nhé. Rồi, trước khi chúng ta vào làm, mong các bạn bỏ ít thời gian nhấn đăng ký kênh, chia sẻ kênh để chúng ta tiếp tục cập nhật thêm nhiều video hay các bạn nhé. Và bản thân mình có thêm nhiều niềm vui để mình ra nhiều video hay cho các bạn. Bây giờ chúng mình sẽ hướng dẫn các bạn đây, câu mẫu người ta cho mình đây nha. Cô Lan đây này. Cô Lan á, là xin, người ta nói rằng là cô Lan sinh vào giữa khoảng những năm 1967 đến năm 1969. Có nghĩa là người ta án án chừng, người ta không nói cô ấy sinh cụ thể năm bao nhiêu, mà người ta nói là cô ấy sinh giữa những 1967 đến 1969. Đó, các bạn hình dung được chưa? Có nghĩa là cô ta sinh năm 1968, đúng không nào? Đó, hoặc là đầu năm 69 hoặc là cuối năm 67. Ý người ta vậy, có nghĩa là người ta sẽ không cụ thể là cô ta có thể là sinh năm 68 hay 67, 69, nhưng mà cô ta nằm trong cái ngưỡng đó. Rồi, có nghĩa là ta nắm được mấu chốt là người ta không nói cụ thể, nhưng ta biết năm cái ngưỡng đó, từ 67 đến 69 đó, trong 3 năm đó, 67, 68, 69 đó. À vậy thì đến năm 2005 thì sao? Thì cô Lan đó ở vào khoảng là cuối những 30 tuổi, cuối những năm 30 tuổi. Các bạn hình dung không? Có nghĩa là khoảng 38, 39 đó tuổi đó các bạn. Đó, các bạn hình dung được chưa? Ví dụ, cứ ta cho rằng cô ta sinh năm 68 đi. 68 mà đến năm 2005 là bao nhiêu tuổi? 2005 trừ năm 1968 là bao nhiêu các bạn? 15 trừ 8 còn 7. Này là 7, 10 trừ 7 còn 3, có nghĩa là 37 tuổi. Đó, các bạn hình dung được chưa? Như vậy là nếu cô ta sinh năm 1968 thì 68 thì đến năm 2005 thì cô ấy được 37 tuổi. 37 tuổi là nó đến là như giai phía sau của những năm 30 đó. À, từ những năm 30 tuổi này các bạn nè. Đây, những năm 30 tuổi tôi khoanh tròn các bạn nè. Những năm 30 tuổi có nghĩa là từ năm 30 tuổi đến năm 39. Đây, 1930. À quên, từ năm 30 tuổi này, 30 tuổi đến 39 tuổi. 39, các bạn hình dung được chưa? Vậy thì người ta thêm từ late này nè, late 30s này, là ta hiểu là cô ta từ 36 cho đến 39. Đó, các bạn hình dung được chưa? Ở cái ngưỡng tuổi đó là người ta có thể dùng là late 30s. Các bạn hiểu ý của người ta chưa? Hiểu chỗ này rõ gì? Rồi, như vậy là đến 2005 cô ta được nếu cô ta sinh năm 68 á, thì cô ta được 37 tuổi, thì cô ta cũng ở cái ngưỡng là late 30s, bởi vì 37 nó nằm trong cái ngưỡng 36 và 39 này. Còn nếu cô ta sinh năm 67 thì sao? Nếu cô ta sinh năm 67 thì đến 2005 thì cô ta đến được 38 tuổi, đúng không nào? Thì 38 tuổi cũng nằm trong cái ngưỡng này, thì cũng là late 30s. Đó, các bạn hiểu ý người ta chưa? Đó, như vậy là nằm cái ngưỡng này thì đến 2005 thì cô ta vào đấy, cô ta ở cái ngưỡng đó, late 30s. Ok, các bạn hiểu được chỗ rồi. Vậy thì ta sẽ làm tất cả những bài tập phía dưới này, chúng ta hiểu ngay liền. Đây, từ câu A đến câu H mình sẽ hướng dẫn cụ thể cho các bạn nha. Và người ta làm mẫu cho mình luôn đây nè. Đây, câu trả lời mình. Đến 2005, ông Giang như thế nào? Đây, câu A nè. Ông Giang sinh năm 62 đến năm 64, khoảng giữa đó. Thì đến năm 2005, đến 2005 này các bạn, thì ông ấy như thế nào? Đây, mình hướng dẫn các bạn luôn. Ông ta sinh từ năm 62 đến năm 64, đúng không? Thì đến 2005 á, thì ông ấy khoảng đầu những năm 40 tuổi. Đó, đầu những năm 40 tuổi này các bạn nhìn đây, là từ khoảng năm 41 tuổi đến năm 44 tuổi. Đó, các bạn cứ trừ ra là các bạn hiểu ok liền, đúng không nào? Đó, đầu những năm 40 này, đầu những năm 40 này. Đó. Vậy thì ông ta sinh năm 1962 đến 1964 và đến 2005 thì chắc chắn ông ta những năm đầu của 40 tuổi đó, từ năm 41, từ 41 tuổi đến 44 tuổi đó. Các bạn hiểu rồi gì? Rồi, đến câu B này các bạn. Câu B thì sao? Bà Kim Anh sinh khoảng năm 27 đến năm 29. Rồi, bà Kim Anh sinh năm 27 thì đến 2005 thì bà Kim Anh như nào?
Đây, đến 2005 thì bà Kim Anh đứng giữa vào những năm 30 tuổi này, là 35 tuổi đó. Đây, đây, giữa. Giữa thì chúng ta cứ cho rằng là khoảng 34 đi, đến 36 là ta cứ thể cho nó có thể là giữa là được rồi đó các bạn. Ok. Đó, ở giữa 30 tuổi thì ta trừ ra ta thấy này bà Kim Anh đâu. Đây, Kim Anh là năm 27 đến 29. Ví dụ ta lấy năm 28 đi. 28 thì 2005, 2005, 2005 trừ cho 1928 thử xem sao. 15 đúng không? 1928 đúng không Kim Anh? Là vào giữa năm 30. Ô sao ấy vậy? À xin lỗi các bạn. Đây, câu B chứ. Câu B là Kim Anh chứ, xin lỗi các bạn. Là câu B là đây, câu B đây các bạn, đây. Đây, câu B là bà Kim Anh là vào khoảng cuối những năm 70 tuổi này các bạn này. Đó, vào giai đoạn cuối những năm 70 tuổi này. Xin lỗi các bạn nha, câu B chứ không phải câu C. Đó. Rồi, cuối những năm 70 tuổi đúng rồi, ta trừ này. 15 trừ cho 8 còn 7 này. 15 trừ 8 còn 7 này, 3 này, 7 này, đúng nào? Đó. 77 tuổi là cuối những năm 70 đúng rồi đó. Rồi, như vậy là câu B là cuối những năm 70 tuổi đúng không nào? Đây, câu C mới là giữa này các bạn này. Ông Văn sinh vào giữa năm 69 đến 71 đúng không nào? 69 71. Thì sao? Ông Văn thì sao các bạn? Đây, ông Văn thì ở giữa những năm 30 tuổi này. Đó, giữa năm 30 tuổi này. Vậy ta trừ ta biết ngay này. Đây, ông Văn đâu? Đây. Ông Văn cứ ta cho rằng 69 71 cứ ta cho sinh năm 70 đi ha. Là 2005 trừ 1970. 15 trừ 0 bằng 5 đúng không? Đó, 70 đến 35 tuổi nè. Đó, đúng 35 tuổi luôn. Nếu chúng ta lấy khoảng giữa này. Đó, rất dễ đúng các bạn. Rồi, như vậy là các bạn hiểu ý rồi gì? Rồi, đó là câu C. Câu D này các bạn. Ông Quang sinh giữa năm 86 đến năm 87. Thì sao? Thì đến câu D đâu? Đây, câu D đây. Thì đến năm 2005 thì ông ấy được khoảng cái giữa. Giữa sao các bạn? Giữa những vân giai đoạn cuối của tuổi tiên này. Đó, giai đoạn cuối của tuổi tiên này các bạn này. Đây, nhìn đây. Đây, 86 bạn Quang này, bạn Quang chứ không phải ông Quang này. 86 đến 87 thì ở giữa đoạn cuối của tuổi tiên. Đây, ví dụ ta trừ này, ta cho khoảng 86 đi. 2005 trừ 1986, 15 trừ 6 còn 9 đúng nào? Rồi 19 tuổi. Đó, 19 tuổi ở giai đoạn cuối của tuổi tiên đó các bạn. Đó, giai đoạn cuối của tuổi tiên á là gần tới tuổi thanh niên đó, chuẩn bị bước tuổi thanh niên á, bước sang tuổi thanh niên đó. Rồi các bạn hình dung được chưa? Đó là câu D. Bây giờ câu E này các bạn. Ông Hải sinh khoảng năm 41 đến năm 44. Thế thì theo đến 2005 thì sao? Câu E đâu? Đây, đến 2005 thì ông ấy ở giữa những năm 60 tuổi. Có nghĩa là khoảng 64 tuổi cho đến 66 tuổi đó, khoảng ngưỡng đó. Ok, các bạn hình dung rồi gì? Rồi, đó là câu E. Bây giờ đến lượt câu F của chúng ta đây. Cô An sinh vào giữa những năm 18 đến năm 22. Để thì đến cuối 2000 đến 2005 thì sao? Câu nào đây? 18 đến 2 câu F đúng các bạn. Thì đến cuối 2005 thì cô ấy ở cuối những năm 80 tuổi. Đây, khoảng năm 86 tuổi, 87 tuổi, 88 tuổi, 89 tuổi đó, khoảng tầm đó là đến cái ngưỡng tuổi của cô An này, đúng không nào? Rồi, ta còn lại hai câu. Cô Ngọc sinh khoảng năm 47 đến năm 50 thì đến 2005 thì sao các bạn? Câu gì? Câu G đúng không nào? Cô Ngọc thì đến 2005 thì ở ngưỡng của tuổi là cuối những năm 50 tuổi đúng không nào? Đây các bạn nha. Đó, cuối những năm 50 tuổi. Rồi, ok, cuối những năm 50 tuổi nha. Rồi, xin lỗi các bạn, chỗ này chúng ta viết thêm chữ tờ nữa các bạn nha. Đó, 50s nha. Rồi, mình xin lỗi, mình in thiếu chữ tờ nữa. Rồi, như vậy là đó là câu G. Bây giờ chúng ta chuyển sang câu cuối cùng các bạn, câu H nè. Rồi, ông Vinh á, thì được sinh ra giữa những năm 66 đến 68 thì 2005 thì ông ta bao nhiêu? Chắc chắn là ông ta khoảng cuối những năm 30 tuổi. Đó là chắc chắn rồi, đúng không nào? Đó là câu H.
Rồi, như vậy là ông đã đến tuổi này đúng rồi các bạn. Nhớ chỗ này có chữ tờ các bạn nha. Nhớ nha, mình in thiếu chữ tờ thôi các bạn nha, thông cảm các bạn nha. Rồi, như vậy là chúng ta cũng đã kết thúc các cái câu hỏi của bài tập số 9 rồi. Đúng không các bạn? Bài tập số 9 cũng rất là dễ thôi. Lúc nào mình diễn tả tuổi của người ta. Rồi, hy vọng các bạn thích video này và các bạn nhấn đăng ký kênh, chia sẻ kênh để chúng ta tiếp tục để mình hướng dẫn cái chỗ này thì đấy. Hồi nãy mình nói các bạn là những cái cách người ta viết đó, là mình đều viết vào trong này hết rồi này các bạn. Đó, tất cả những cái cụm từ này á các bạn này, tất cả những cái cụm từ này á, đó những cụm từ mình viết này thì người ta đã cho mình ra đây hết rồi này các bạn này. Đó, các bạn thấy chưa? Đó, người ta cho hết đây rồi, cho hết đây rồi, hết đây rồi. Đó. Rồi ok, chỗ này thiếu chữ tờ này các bạn nha, có chữ tờ rồi nè. Đó, rồi. Ok. Rồi, vậy thì chúng ta đã kết thúc bài tập số 9 tại đây. Và hy vọng chào các bạn, các bạn có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Và hẹn các bạn ở những video tiếp theo. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều.